Ngọc thích xem kỹ thì đi vào trong đấy mà xem. Đi vào trong. Có vẻ là Ngọc là kinh nghiệm nhiều hơn Xính nhỉ. Kể cả chọn lợn cũng thế, cái gì cũng phụ thuộc vào vợ hết. Đấy. May quá là nhà được một người. Xin chào cô bác anh chị và tất cả mọi người. Tiếp tục quay trở lại với cháu Hiệp. Hôm nay cùng hai vợ chồng Xính Ngọc về đây xem bò nhà thợ đấu mọi người ạ. Hôm trước thì cháu Hiệp cũng đã có một cái video xem rồi, thì quý khán giả cũng thấy rồi, cả ba anh em thợ đấu bây giờ đã thoát nghèo rồi, tự tin nói to gia đình đã thoát nghèo nhờ sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm. Do vậy hôm nay anh em mình quay trở lại đây để xem bò. Thợ đấu thì muốn bán một con đi, bởi vì là chuẩn bị đi làm thuê rồi. Một mình vợ chăm sáu đứa cháu, đứa con. Do vậy mà không có khả năng để chăm, bán bớt đi. Thì nhà Xính với thợ đấu sẽ còn 4 con thì cũng hết sức là vất vả rồi. Đấy. Mời mọi người theo chân anh em mình nhé, xem là như thế nào. Nãy gọi cho thợ đấu thì bảo là đang đi viện. Ô, xin chào. Hả? Này là ma đấy. Sợ lắm. À, về rồi, xe ở nhà rồi. Nhiều hơn trên em. Đi, lên đi. Thở đâu ơi. Đây, xe đây rồi, chắc là ở nhà rồi. Vênh đấy. À. Đi, lên đi. Nhà của lầu nỏ cấu đây. Đi mỡ à? Làm gì đây? Ai là nỏ cấu mà nói tiếng phổ thông nữa. Oai thật. Vinh làm gì đây? Giặt quần áo à? Con bị làm sao? Con bị bệnh. Bệnh gì? Sốt. Nó vẫn thấy khỏe mà. Thế ở viện à? Vâng. Ôi dồi ôi. Đấy, vất vả chưa? Ok. À, ngày trước là anh làm hai căn nhà đây này. Cùng với anh Huân Trương xây dựng hai căn nhà này. Lâu rồi, gần 2 năm rồi. Khỏe không? Nó cấu. Vâng. Chú vẫn khỏe chứ? Vâng. Chú còn nói tiếng... Chú còn nói tiếng phổ thông nữa. Đi, vào nhà đi, người đẹp. Xin mời. Không sao, nhà mình nông thôn thì nó sẽ có lúc này lúc kia. Nhưng mà mình vệ sinh được thì tốt hơn. Cái này là chắn trẻ con à? Hay là chắn cái gì? Cái này. Sợ ngã. Ừ. Thế trẻ con đi đâu hết rồi? Trẻ con mà hôm đông lắm mà. Nó đi học rồi. Ừ. Ok. Con nhà ngồi ạ. Con thay đi. Thay đi. Con thay ở. Tôi nghĩ của cư và tỷ lọc. Ôi nói chị chờ. Ông nhỏ ra chồng nè. Ra chồng. Ngoài ly mà lo luôn. Dạ. Nên hiểu. Rộng rồi này chồng à. Nên chung là chó à? Tôi chó à? Ngựa. Sáng nay thử đấu vừa đưa con đi bệnh viện rồi. Bây giờ là con với vợ là đang ở trạm xá để tiêm à?
sốt quá, tại vì là bọn em không chăm là trời nắng cũng điệu đi, xong là các thứ, hiểu không? Bây giờ nên là nó bị như thế. Tình hình cho hai vợ chồng xem con bò. Xin chào chị Mu, bắt ông à? Con không có ông mùa rồi. Hai bố con là bắt ong là đỉnh nhất huyện Yên Minh rồi. Mỗi năm ăn hơn chục triệu tiền ong. Đến như là nước đỏ à? Nước đỏ chứ nào. Ngày xưa là bây giờ không có được. Ngày xưa ông bà kể từ đây nước đỏ có rồng à? Có rồng mà nó chảy nước đỏ. Nước đỏ không phải nước đỏ, nước thì nước trắng thôi, nhưng mà nó nước đấy là có gì sắt nên là cái sông nó vàng. Đúng rồi. Cái suối nó vàng khè nó đỏ lò đúng không? Đấy là có gì sắt đấy, là quặng đấy. Thế hiện âm ấy tự như mình muốn. Đây là không có nước, bởi vì là có mỗi một cái phích thì lại mang cho con đi viện rồi. Nên là không có nước. Thôi cứ xem bình thường thôi, giá bao nhiêu thì cứ hỏi thợ đấu thôi. Đúng ra là thời gian này họ được chương trình ấy, thợ đấu không được à? Không được. Nhà chỉ một mình lành được thôi à? Bọn em tách khẩu hết rồi, đúng ra phải ba anh em đều được chứ. Mình đại gia rồi, mình cần gì đúng không? Hai con đấy. Ôi! Cứ lên hẳn trên này xem này. Đứng hẳn trên này cho nó thoải mái. Không sợ đâu mà. Ui ơi, khiếp, chuồng trại của mày kiểu gì, động kiểu gì cũng rụng là thế nào? Nói chung là xính nhiều tiền mà. Hồi lắm nhỉ. Yeah. Qua nhà đi. Nhà giống như ta ta đi nghỉ không? À. Cho ta nên cho mới tiếp cho ta. Cho cho mới tiếp cho. Cái nhiều mà nó nhiều. Nó trồng. Ít trồng à? Ngọc chọn lợn thì lợn rất là to rồi, nhưng mà không biết bò thì thế nào. Lệnh ở Vành cũng chưa thử cày phát nào đâu nhỉ? Tại vì ông có nương để cày đâu. Ngọc thích xem kỹ thì đi vào trong đấy mà xem. Đi vào trong. Có vẻ là Ngọc là kinh nghiệm nhiều hơn Xính nhỉ. Kể cả chọn lợn cũng thế, cái gì cũng phụ thuộc vào vợ hết đấy. May quá là nhà được một người. Phải sờ ti, sờ bắp, sờ đùi, sờ mồm các thứ chứ nhỉ? Xem bò.
Tí nó lại nó lại ngại nhìn thế là con này nó lớn như thế thì ấy. Ra thì con này chưa bị bệnh đâu. Trước chỉ có một con, con của nhà Lầu Mỹ Lành. Thợ đấu hôm nọ vào vẫn bộ quần áo này, hôm nay vẫn bộ này à? Quần áo làm gì nhiều. Nhưng mà suốt ngày đi làm thì mặt bộ cũ thôi. Thế tối có thay không? Thay mà. À thế thì được. Thế thì tạm được. Đặc thù là bò thì nó ưa khô. Đấy, ưa nóng. À ưa lạnh chứ. Còn trâu thì nó thích là đầm các thứ. Đấy, cho nên là vì sao mà vùng cao thì phần lớn là mọi người thấy là bà con người Mông những cái vùng cao hơn. Trên núi thì là bà con sẽ nuôi bò, còn là những cái vùng thấp hơn đồng bằng hay là những cái khu vực có thể trồng cấy lúa các thứ thì bà con sẽ nuôi trâu nhiều hơn. Đấy. Con này cũng mới đẻ này, con kia thì có sính này. Đấy. Sính bảo xem cái mồm của nó mà. Không, sính bảo thích xem cái mồm mà. Xem cái mồm này tác dụng gì? Thoải là nó ăn tốt đúng không? Đúng rồi. Ừ. Thế nên nó mà già rồi răng nó rụng thì con đấy là treo gác bếp à? Treo gác bếp tính theo cân thôi. Ồ, thợ đấu ạ, cái này phân nó sắp đầy lên tận mồm con bò rồi đấy. Khôn thế. Con này đẹp thế lại còn gạ con này. Tôi xin cho anh đó, được không? Hả? Tôi xin cho anh đó. Tôi nha. Ừ. Cầu phê chở. Cầu phê chở tôi nè. Cầu phê chở chi. Cầu phê chở chi. Ừ. Lâm mùa tù là anh đó. Ồ, tôi... Tôi bị ba phút nè. Ờ, tôi... cầu... gì chở. Cầu gì chở. Vậy, tôi chi là. Chi gió, tôi nhỉ mà. Ôi cha, tao lý à? Chó mà, chó thế lộ. Ừ. Cổ gì chó lên chứ. Ôi dù. Trước là con được xính là bán được 18 triệu. 18 triệu à... 900. Gần 19 triệu. Vậy chỉ tao lo hơn đi á. Ý giả đi. Hả? Thỏ mua nè. Ô, lo đó thủ nèo. Ồ, đi là. Ý chú lưu chắc khổ mà nè. Ồ, kêu nhớ nè hò, chú chó hò. Ừ, ừ. Ở từ nên mà thầu tu nhỏ mà ở từ nên chơi ở từ mình nhiều thế, nên lo tàn cho. À, thế là mấy mua tới sùng là? Mua tới sùng thế, nhiều từ nên là từ nên chứ mình từ nên chứ lo chứ mua mình nhiều thế. Ờ, đi.
Tôi đi mua mình nhỏ là. Bây giờ thì tùy thời điểm thôi, có thời điểm thì bò rất đắt. Nhưng mà nhìn chung là từ lúc mà Covid đến giờ là mọi thứ đều giảm. Lúc phư đúng không đấy chưa? Lúc phư hả? Phư này tù này cho mình nhỏ hơn này. Mỗi lần này thế này tù trông cả con tôi là thích chế tầng lúc mì. À, này họ mua lúc mì là? Ờ, lúc mì thích bố tụi mình nhắm nó. À, này cứ cho phổ tôi là tôi chỉ tao mà tôi giải nhiều cho sâu là tôi chỉ tao mà bữa phương này đề là cháu à đề 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 cổng cái gì à đề đề thiên trệ thiên trệ mà cô lâu mà lấy khổ cô à bé con này mà đấy ờ cho chủ nhà chủ nhà niềm mi quân niềm mi đấy đấy có sữa dạ nước mì là thâu kê nó khâu đấy khâu đâu vậy à không mà chỉ khâu này không thì thế dễ chấu chấu chế chấu này cho ta chế cho một chấu y khoan chế này y khoan chế y khoan chấu chế này mà cho này không thì chín muộn bây giờ kinh nghiệm nuôi bò của bà con người Mông này. Khi mà bò đẻ là phải có một cái chai nước ở đây. Và cho bên trong là có cho than này. Đây là dầy này. Đây là muối này. Đại loại là ý nghĩa là dịch thì không chuẩn lắm, nhưng mà như này là có sữa cho con này. Còn cái này bàn chân của nó sẽ không bị đau hay gì gì đấy. Đại loại như đấy. Thấy hình như là như thế. Nếu mà mọi người khán giả nào mà biết tiếng Mông thì có thể dịch giúp cháu Hiệp nhé. Cháu Hiệp chỉ nghe chú nỏ câu nói như vậy ý nghĩa. Có phải thế không chú? Nhờ chưa? Đấy. Đây là kinh nghiệm của người Mông thôi, chứ anh em mình chỉ học tập thôi. Bây giờ thì cứ để hai vợ chồng xem. Ok thì chốt, còn không thì sẽ tiếp tục là đi xem ở nhà khác. Muôn tàu chí ô. Cuốn nhiều nào. Cuốn nhiều nào, muôn tàu. Chính du buôn à? Nước thì nó ngấm hết đi, nhưng nước nó có ở đấy đâu. Nói chung các em là có kinh nghiệm lắm hơn cháu Hiền rất nhiều, bởi vì là có những thứ sẽ thừa hưởng từ bố mẹ, từ ông bà để lại. Lệnh về là làm cơm à? Lệnh về được nhiều tiền không? Bao giờ lại đi tiếp? Em cũng đi cùng đợt đấy luôn à? Con dê đen ngày trước to hơn mà không nuôi con đấy. À dê là phải cúng dê đen à bọn em ấy. Không biết họ. Lâu lâu mới có một hai nhà nó làm thế thôi. Thơm thật, lá mơ thơm ạ. Đây gọi là lá mơ. Lá mơ. Em thấy mùi giống mùi gì? Cực.
Không phải đâu. Mùi này thơm mà. Nói chung là nếu như là nó sẽ nhập vào người họ thành một người khác rồi đúng không? Cho một con lợn hay là một cây chuối nó này thôi. Sợ cho cây chuối là như nào? Thay đổi. Thay đổi. Có người về rủ đi xong là họ lại đưa cây chuối vào đấy hay là một con lợn, một con dê gì vào đấy thôi, xong là vào trong quan tài á? Thì mình nhìn thì kiểu như con người nó giống con người không khác cái gì luôn. Thì ma thì ma đưa con người đi rồi. Nó rủ người đi rồi. Nhưng mà thế người đấy chết là thật mà, đúng không? Thật, đúng rồi. Mình nhìn thì giống thôi, nhưng mà ví dụ như thầy cúng nó biết xem thì nó xem là không phải thôi. Nó nhìn thấy là cây chuối là một con lợn, một con dê nào mà nó chết thì nó nhặt được đuổi thôi. Ừ. Cây chuối về đuổi. Ui, ghê thế. Thật à? Thật đấy. Người Mông là có chuyện đấy à? Có chuyện đấy đấy. Kể cả người gì cũng có hết anh ạ. Anh không, anh dân tộc anh chưa thấy nghe bao giờ. Dân tộc anh thì... không biết thấy rất dân tộc mông của em thì bị nhiều như thế rồi đấy anh ạ. Đây đội bim bim đây đi học về rồi đấy, biết là bác mang bim bim vào thế là liên tục đấy. Hai bạn kia đi về rồi à? Minh em đi về rồi à? Thế thì anh đi về đây thật đâu ạ. Cứ thế nhé. Lý à, nói câu. Nói chung là các em cũng có những cái quan điểm riêng nữa nên là sẽ và sẽ tiếp tục đi chọn bò mọi người nhé. Hôm nay ngoài việc xuống đây xem bò thì anh em mình cũng xuống đây để học kinh nghiệm nuôi bò của thợ đấu và một phần nữa là cũng cảm ơn nước thợ đấu nhá. Một phần cũng là muốn cho các em thấy thợ đấu và lầu Mỹ Lành rồi lầu Mỹ Xính các thứ cũng đều là những con người rất bình thường, cũng đều là hả. Ok. Ok, quay trở lại câu chuyện đấy thì là Xính thấy đấy là thợ đấu với ba anh em thợ đấu cũng đều như bọn em thôi, cũng hoàn cảnh khó khăn rồi là có những cái khó khăn riêng, đều được các bác giúp đỡ thì bây giờ cuộc sống đã khấm khá hơn nhiều. Thì anh một phần là muốn hai vợ chồng xuống đây để xem bò, ưng thì lấy, không ưng thì mình không nói nữa đúng không? Đấy, không ưng thì mình sẽ về tìm con khác. Tuy nhiên là muốn xuống đây để các em nhìn vào đây để có cái động lực là họ cũng như mình. Tức nghĩa là không ai hơn ai ở cái gì cả, nhưng mà họ cũng đã cố gắng để có như ngày hôm nay. Thì đấy là một cái tấm gương để mình học theo nhé. Đây, tiền thì hôm nay anh cũng đã rút đây rồi. Cháu Hiệp rút tiền đi. Tưởng là ok thì sẽ chốt bò, không ok thì mình sẽ lại tìm nhà khác thôi, chưa biết làm thế nào được. Tuy nhiên thì lại sẽ mất hành trình dài hơn. Tiền cháu Hiệp cũng đã nói rồi, sẽ cố gắng là mua con vừa phải thôi, để là còn có sự phát triển và còn có sự vỗ béo. Do vậy mà cân đối đúng với cái quỹ tiền mà chú Đăng Dương, chú ấy gửi, và không phát sinh quá nhiều trong cái quỹ mua gạo. Đấy. Thì bây giờ anh em mình đi về thôi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video cũng như là đồng hành với mấy anh em mình. Và cảm ơn chú Đăng Dương, gia đình chú hỗ trợ cho hai vợ chồng là một con bò. Hẹn gặp lại quý khán giả và mọi người trong những cái thước phim tiếp theo. Xin chào và xin cảm ơn.